trong nước khoa nghèo luôn miền Tây ơi. Chào tất cả mọi người, hôm nay cha con mình á mọi người, hôm nay đi bắt cá lau kiến ở dưới con kinh này nha mọi người. Ở đây là con kinh này cách xa nhà mình là phải tính 9 hoặc là 10 km gì đó. Nhưng mà cho nên là bữa nay cha con mình không có sinh tồn nha mọi người. Tại vì dụng cụ của cha con mình bữa nay là có cái thao với cái túi này, có thêm cái chài thằng cháu mình nó đang cầm ở trên bờ, nó đang đi chài á mọi người, để kiếm cá, có cái gì đó để trong ngày nay nướng ăn luôn nha mọi người. Tại vì biết sao không, sức khỏe của con mình á không có đi sinh tồn được, tại sinh tồn là phải bắt buộc là mình phải làm theo bao nhiêu giờ vậy đó cho con, cho nên nó cái sinh tồn đợt trước á con mình nó bị cảm á, cho nên ngày hôm nay á, mình thấy vừa đủ để mình dừng lại nha mọi người. Mọi người nhớ like và một đăng ký để ủng hộ cho con mình nha. Mọi người nhớ chia sẻ với nha mọi người. Cái khúc sông này á mọi người có không con? Không, hèn nó không có gì trong. Không có gì chứ hả? Con mình nó mới lặn một hang ở dưới đây nè, một hang cá lau kiến, nhưng mà không có nha mọi người, cái hang đầu tiên. Cha con mình tiếp tục đi kiếm cái hang tiếp theo nha. Mọi người biết ở bên đây là cái gì không? Chỗ mà đợt hổm mình quay cái video mà cái anten đó mọi người. Nó cái anten này là ở đây là một cái nông trường nuôi cá nha mọi người. Trong đó là nông trường nuôi cá. Đâu bắt cá con? Bắt cá. Ở đây mình phát hiện một có hang cua nha mọi người. con mình nó làm gãy hết một cái ngôi. Bắt đi con. À giỏi quá. Con mở đâu? Cái hang đó. Đâu. Đâu. Cho bà coi. Đây là một cái thành quả đầu tiên nha mọi người, một con cua. Chịu khó chạy quá. Có không con? Còn đi chứ. Có cái hàng cua đó. Mồi dài trong mí cỏ đó có hang, mọi người thấy không? Ốc nè. Dữ lắm ốc luôn á mọi người. Có không con? Chết rồi. Thấy không? Ốc nè. Khánh bằng ngồi rồi cháu mình nè, lấy thao hướng vô, lấy thao hướng vô chăm, lấy cái vỏ ra, cái chăm. Lấy cái vỏ ra con. Quá trời luôn mọi người ơi. Xinh dính đấy. Là coi như là bữa nay là trước mắt là trúng ốc nữa rồi đó nghe mọi người. Wow, mọi người thấy không? Làm một phát một còn nữa không? Còn hết rồi, ê, còn có miếng à. Có hết miếng rồi con. Có thanh niên kia đang miệt mài. Không, bắt cá. Đang nhẫn nại miệt mài. Đâu, để ba coi coi. Ồ, ở đây đắt cái này có hàng nhóc hết trơn. Ở đây chắc có cá. Mọi người. Ở đây có quả này đẹp lắm mọi người. À. Để chị hai mò đi. Chị hai mò đi. Mọi người biết ở đây cái trái này là trái gì không? Ở quê mình dưới mấy sông này dài nhiều lắm nha mọi người. Nè, mọi người thấy không? Ê, đè đầu dây xuống đi. Không biết là cái trái gì mà màu sặc sỡ lắm. Để mình cắn, mình ăn thử coi. Có cái hạt ở trong nó khô lắm, không có gì ăn được nha mọi người. Mọi người thấy không? Không biết là trái gì, đẹp lắm. Mấy giống như trái sugo ở trong. Wow. Con này con gái tôi nó mới mở lại nha bà, quá đẹp. Ừ, cũng được á. Thank you.
chú cháu mình á đi mà không có hang có cá cho nên lấy cái chài á rồi ốp vô cỏ này nè, ốp vô cục cỏ này để coi cá không nha mọi người. Con chuyển thành không chơi nữa nha, xả lại tiếp không là thầy không rửa hồi về không chấm đi. Không có rồi, thất thu rồi, bữa nay thất thu rồi mọi người ơi, nay lên bờ cha con chuyển đổi hả. À, mình nó lụm được ra cái trái gì nha mọi người. Hả? Con mình lụm được cái trái bí. Với mọi người thấy không? Ở đây nè. Lâu lắm rồi mình mới thấy xuồng máy mà chạy như vậy mọi người. Mọi người có nhớ không? Cái clip trước á mình đi câu á mình có quay chiếc xuồng máy chạy ban đêm á mọi người, là chiếc xuồng như vậy nè mọi người. Hồi nãy cái khúc màu vàng vàng đằng đó mọi người. Mình thấy được mấy trái bí, cái mình đi dài dài mấy trái bí kiểu như là bí gừng, bí quan á. Mà đi dài dài ở đây thì mình phát hiện ra đây được có một loại rau. Rau này nè. Nấu canh cua đồng thì là số 1 nha mọi người. Với thêm ở đây nữa. Ở đây là rau nhãn lồng, đọt nhãn lồng đó mọi người thấy không? Đó thấy không? Đọt nhãn lồng ở đây. Ở dưới quê này thích lắm mọi người. Mà mình đi á, vô đồng vô ruộng như vậy nè, mà hái một nắm rau luộc hoặc là nấu miếng canh dài con cua là đã qua cũng hết một bữa cơm. Nhưng mà ở dưới quê mình thì đơn giản lắm, chỉ có vậy thôi. Ở đây mình thấy được, ở đây có một nhóm rau má nè mọi người thấy không. Rau má này mình nhỏ á, mình thì lại thích rất là ăn rau má, ăn rau ăn sống á mọi người, ăn sống chấm với nước cá kho là ngon nhất nha. Wow, ở đây á thì rau nhãn lồng nhiều lắm. Đó, ở đó nhãn lồng nhiều. Mọi người thấy không? Ở đây nhãn lồng nó nhiều lắm. Bữa nay mình cha con mình đi bắt á. Đi bắt cá, đi bắt ốc, nhưng mà bữa nay chỉ được bắt được ốc thôi mọi người ơi. Rồi hái được mới rau đồng. Rồi với thêm chất cha con mình đổi chứ thật ra là phải đi câu á, tại giờ nãy cha con mình á đi bắt cá đi mò cá lâu kiến á mà không có rồi, chứ được có khoảng 3 ký ốc trắng nè mọi người, cho nên bữa nay bắt đầu đi ra ngoài chạy ra ngay cái chỗ cũ gần ở đây nè, chỗ mà mình mấy đợt trước mình câu á, hãy quăng thử coi coi có cá chiều nay có về để mà kho ăn cơm không, chứ bữa nay là coi như là thắt khu rồi, nhịn đói rồi đó nha mọi người, như bữa nay là xong luôn rồi đó. Quan cận xuống đây nè. Trên đường đi về á, cha con mình có gặp ở đây một cái dũng mà là cái gô non á, cho nên cha con mình quyết định ở đây dừng lại đi bắt cái gô non để làm bữa cơm chiều nha mọi người. Con đi gần gần xuống đi, con xuống ngay dũng nước á, ngay xuống cái miệng bọng này nè. Con mò ở đây á, cái gô non nó nằm ở đây nè. Còn mình nó lần đầu tiên nó trải nghiệm nó lội xuống bùn mà bắt cá rô non như vậy á mọi người, cho nên nó vẫn chưa thành thạo lắm. Đi quay á mọi người, có hai đứa dễ thương ghé là quen mọi người, ai kiếp về nhà đăng ký kênh cho mấy đâu con đó. À rồi rồi, con nó dính con mọi người, có ốc ốc đại luôn đi. Tiếng phát cái này, phát cái này. Tiếng đại. Tiếng phát.
bắt ốc đại đi, có gì ăn bắt đại ốc về, bắt về kho ăn. Làm sao giờ sáng ba với không có mua đồ, không mua đồ ăn, nghĩ là bữa nay đi bắt có bắt đại con. Con đón nha mọi người. Mấy bé ở đây nè, mình quay YouTube á, cái mừng lắm, chạy viết về nhà mở máy đó. Có không Khoa? Khoa bắt nãy giờ được như đây mọi người. Cha con mình quyết định là bữa nay đi tìm bắt cá cho bằng được, kiếm dầu ăn về ăn. Hồi nãy đi bắt cá lau kiếm rồi lại nhảy qua đi câu á mọi người. Đi câu cá dầu nữa mà bữa nay là không biết cái ngày chủ nhật của cha con mình bữa nay là không thu hoạch được gì hết á. Tính đi về luôn. Nhưng mà đi trên đường á thấy có vũng nước cá rô non quá trời luôn. Cá rô non, cá sặc. Cho nên ghé xuống bắt kiếm cá về để chiều khô ăn nha mọi người. Bữa nay là cha con mình không có sinh tồn mà đi bắt cá. Chiều nay là ăn cơm, quay cơm ở nhà, ăn cơm ở nhà nha mọi người, không có ra sinh tồn. Tại vì mọi người biết không, con mình nó bữa hổm á, quay sinh tồn á. Cái nó bệnh đó mọi người. Cho nên mình không có làm quay sinh tồn, nó sinh tồn mà mình chỉ tiêu 12 tiếng đồng hồ á. Cái con nó phải sống kiểu như là mình phải đi đặt cái mục tiêu bao nhiêu tiếng đồng hồ, bắt cá bao nhiêu tiếng để mà kiếm cá để ăn, bao nhiêu mình sống, bao nhiêu mình sống tự lập, tự tìm thức ăn, tự sống. Con mình nó chậm nước á, nó bị cảm, cho nên mình không làm sinh tồn, mình tập cho nó quen á, rồi mình mới đặt mục tiêu ra giờ dắt để sinh tồn nha mọi người. Mọi người thông cảm nha, chứ không phải mà gạt mọi người mà nói bao nhiêu giờ rồi lại quay rồi không làm theo. Cố gắng làm theo lắm nhưng mà con mình nó làm không được mọi người. Mọi người thông cảm cho cha con mình nha. Ui ba, cho ba xem nè. Cái gì con? Con ếch vậy? Chút xíu nó nằm chỗ đó. Con thấy con ếch hàng trong cái hàng hết á. Người thấy không? Hàng hết á. Không giờ lại cái hàng nữa rồi ba. Giờ cái hàng nữa. Ủa, cá nó mấy vậy ba? Cái gỗ. Mọi người thấy không? Cá nè. Đây là cá lồng tông. Ở quê mình gọi là con cá lồng tông này đó nè, nó móng ăn móng nhóc hết trơn, không là cá lồng tông này gọi là cá lồng tông bay nha mọi người. Cá lồng tông bay nó biết phóng chết xảy ra. Đi nào. Đi. Sao vậy? Gì Khoa? Khoa nó dính con nữa nè nha mọi người. Đây. Được ba. Này mọi người thấy không? Cá lồng tông nè, nhỏ xíu nhưng mà nó như vậy là nó đã trưởng thành rồi đó nghe mọi người. Cá lồng tông mới lớn gì là đã trưởng thành, lồng tông bay mà ở quê mình gọi là tông bay. Nó biết kiểu như là tông bay là sao, tại vì nó phóng á mọi người. Có biết bay là sao không? Tại vì nó phóng nãy mấy ba bốn con nữa phóng à. Vậy là con cũng biết bay là cái tên của là nó phóng là bay lên mặt nước á mọi người. Cháu của mình mẹ. Nói là cá ăn quá luôn mà giật hoài không dính cá nhỏ, tại vì nó bự. Con em trai tút nó ra kìa, nó mất ngày ngày lẹt lẹt kìa. Chạy đăng ký kênh cho chú với nha. Cảm ơn con nha. Đâu ở đây bắt được con nữa nè. Khoa giỏi lắm, Khoa bắt cá giỏi lắm đó nha. Cá sạch bốn đi mẹ, lấy cái hang này nãy. Mọi người có yêu quý cha con nhớ đăng ký kênh, cho ăn like một lượt chia sẻ nha mọi người. Khoa bắt cá giỏi lắm. À dính con cá chốt kìa. Được rồi, thấy không, chú Năm nói cá chốt mà.
bắt luôn nghe con. Cá chốt nó nhỏ thôi nha mọi người, bằng ngón tay à. Nhưng mà ăn rất là ngon. Nó là cá chốt bị lớn giờ là trưởng thành đâu. Giơ cá lên đây con. Giơ cá lên coi. À, đó con nha mọi người. Đây là thằng em trai rất thích YouTube nè. Nó nói là con sẽ lên được YouTube hả chú. À, bữa nay lấy hình ảnh của cháu nó lên nha mọi người. Ba. Đâu con? Ừ. Trên đây bà thấy trên đây là khoai. Trên đây là trên cái hang cái bọng này chắc có rồi khoai. Mình thấy ở đây có cái bọng đây nè nha. Mọi người ơi. Mọi người thấy cái bọng này không? Mình thấy nước đục đục ở trong đây nè mọi người thấy không? Đó. Đó. Mọi người thấy không? Có lý rồi, có lý rồi. Mình bà thấy không? Con gì con vậy? Ủa sao bự lắm. Nó đủ cái đọt con. Có quặn cái. Con gì á? Kiếm nó coi bắt rồi. Nè. Đúng nè. Rồi, thủy quái rồi. Thủy quái. Con mình gọi là thủy quái á. Khoa nó thủy quái nha mọi người. Giờ tát luôn nè. Không con ba bắt đi nó cạn mà, con mò đi. Mò đi, ba để cho con mò. Bà bắt á. Con kia bắt nó giọt lên tới đâu rồi nè. Đâu mất tiêu ở cái quần luôn, chỗ tay thấy tay con. Trời ơi sao nó mất tiêu rồi mọi người, thế không thấy mà không được rồi nè. Nè đâu? Đúng rồi, đúng rồi. Nè, nè. Dính chưa, dính chưa? Thấy đúng rồi. Con đừng có dẫm vết chân. Con gì vậy? Con cá sặc. Không, con này bự hơn nhiều. Con này bự hơn nhiều, bà thấy nó quặn mạnh lắm. Con này bự, con này cá rô đâu. Đưa cho mọi người coi. Cá rô nha mọi người. Bà thấy nó quặn mạnh lắm. Không phát đi. Ừ, con muốn làm gì đó. Hả? Thấy chưa? Bắt đi. Được một con nữa đó nha mọi người. Ừ, nó cá rô bự rồi mọi người. Nghe nữa nè. Cháu mình ơi dính ở bên một con nữa đó mọi người. Không bằng đây. Không bằng đây. Ở đây Khoa bắt cá quá trời luôn mà. Khoa giỏi lắm à, Khoa bắt cá dữ lắm luôn á. Mọi người thấy không? Nè. Nè. Hai con. Mọi người thấy không? Ở trên đây nha. Nè nữa. Bơi con mọi người thấy không? Ở trên đây cỏ lúa quá trời luôn kìa. Mọi thấy không? Lò mề bắt cá quá sình bùng dính mặt ở trên mọi người. À. Này con bắt được thêm con nào nữa không? Hãy chụp được mấy con cá còn đông bay. Chắc được cá dốc luôn cỡ khoảng nửa ký rồi nha mọi người. Đủ ăn rồi, đủ khoa đủ ăn rồi. Cháu mình dính cá bắt đầu dính cá chốt liên tục đó mọi người, chắc hơi cháu mình cá chốt bò á mọi người, chút xíu thôi mình qua mình quay mọi người coi là cháu mình dính cá chốt bò nha. Con tôm nó chết rồi. Không mà quá trời luôn mọi người, bữa nay như con trâu luôn rồi, như con né con luôn rồi. Cá dữ lắm luôn nè con. Khoan. Giờ cha con mình lên đi câu đi ha. Ừ, ăn liên tục kìa, anh hai nói ăn liên tục kìa. Khoa mê ở đây rồi mọi người ơi.
Khoa không chịu đi lên rồi, cá quá trời luôn, khao thấy ham quá. Giờ này mặt trời lặn rồi đó mọi người. Giờ này là 5 giờ mấy 6 giờ tối chiều, chuẩn bị tối, phút mình chuẩn bị tối nha mọi người. Cho nên cha con mình chắc tắm rửa nha mọi người. Tắm rửa chuyển qua đi câu đậu đèn, tại vì wow, con Khoa bắt được con nữa nè. Khoa chơi ngủ rồi. Khoa phát hiện bắt được con cá. Chắc nghỉ quá mọi người ơi, phía tối rồi. Tối rồi không thấy đường, tại vì bữa nay á, là đi tính là không có đi tối như vậy. Có đem theo con cái đèn một à. Mọi người thấy không? Mặt trời đang lặn dần xuống ruộng lúa. Buổi chiều mà giờ mình thấy ngọn lúa à. Con nhái đó, con nhái nhảy. Tối rồi đó, trời sụp tối rồi. Cha con mình bắt cá hồi nãy cũng được mớ đây nè. Như thằng cháu mình nó câu nó đó. Rồi dưới mà chiều mình bắt cá được mớ đây mọi người. Đây mới cá. Khoa nó bắt cái loại dưới ao này nè. Bắt cá dưới ao này nè mọi người. Khoa nó mình mẩy sình bùm lắm lem rồi nè. Với thằng cháu mình nó cũng mũi cắn quá cho nên đi về nghỉ mọi người ơi. Cho nên bữa nay cha con mình chú cháu này có đi bắt được, hồi nãy Khoa nó bắt dưới cái ao đó thì được một mớ cá sặc. Cá sặc cá rô rồi, còn thằng cháu mình nó câu được mớ cá chốt nha mọi người. Còn bên đây là mình không làm được cái gì, bắt được mớ ốc đồng. Cho nên nó là nhiêu đây về cha con chú cháu mằng Kho ăn cơm buổi tối nha mọi người. Chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe.